tiện, bạn tát cả Hưng Vlog cho tớ một cái, tớ mới cho bạn. Cái gì? Bạn lại so sánh tình cảm của tớ, bạn Viên với cái lạt xưởng này á? Hay hả? Bây giờ bạn tát thằng Hậu Chuân một phát, tớ cho bạn ăn. Bạn Hưng ơi, bạn Nguyên không bao giờ làm thế với tớ đâu, bạn Nguyên nhỉ? Cút. Bạn Hai, lạt xưởng ngon nhỉ? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn bạn ạ. Bạn ấy ăn nhanh lên không, thằng Hưng Vlog nó đi qua nó lại xin lại mất miếng. Thằng đấy á, mang tiếng làng xóm mà xin ăn hay xin ăn. Nó có tiếng của nó lại luôn rồi. Ôi ôi. Bạn Hà, bạn Hậu ơi. Nè, mấy bạn ăn cái gì đây? Lạp xưởng này. Ui, lạp xưởng bác. Ngon lắm nhỉ. Hai bạn ơi, cho tớ xin một miếng được không? Hết rồi. Hết rồi bạn. Hết rồi. Đây đây, tay bạn vẫn có một cái, tay của bạn Hà có một cái đây. Sao bạn mấy bạn ăn tham thế? Đã bảo hết rồi. Bạn ăn không đủ đẳng cấp để ăn được bọn tôi. Đi bạn Hậu, cho tớ xin miếng hả? Không. Bạn Hậu ạ. Bạn làm gì có đẳng cấp, bạn nhà bạn nghèo hèn rẻ rách mà suốt ngày đi ăn xin, bạn làm lấy đâu đẳng cấp mà chơi bọn tôi? Sao bạn lại đối xử nói tớ thế? Tớ nói đúng quá rồi mất. Mấy bạn cho tớ ăn mới. Bạn Nguyên à? Bạn Nguyên đi đâu về đây? Tớ vừa đi học về, tớ đói lắm mấy bạn ạ. Đi bạn nào mấy bạn à, bạn cho tớ đi. Đi cho tớ cho Nguyên ăn nữa. Bạn Nguyên này, bạn có muốn ăn lạp xưởng không? Tớ có, tớ đang đói. Tớ có một cái này, nhưng mà với một điều kiện. Bạn tát cả Hưng Vlog cho tớ một cái, tớ mới cho bạn. Cái gì? Bạn lại so sánh tình cảm của tớ, bạn Viên với cái lạp xưởng này á? Hay hả? Đi đây, tớ vừa tát đây, bạn cho tớ bạn đi. Bạn ơi, tớ còn một cái nữa này, bạn tát một cái. Đấy nữa chưa? Tớ, bạn sao bạn lại tát tớ? Vì cái lạp xưởng này này. Này, tớ đang đói này. Tớ chẳng quan trọng vì tớ đói, tớ lấy cái này tớ ăn thôi. Bạn Hưng ơi, bạn đã hiểu bạn ở cái vị trí nào chưa? Đấy. Bạn không sao bạn lại đối xử tớ chỉ vì cái làm sửa bạn ta tớ á? Ừ, tớ đói lắm. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ về nướng 200 cái làm sửa mà. Mấy bạn á, tớ sẽ dạy cho mấy bạn một bài học á. Đừng có bao giờ coi thường tớ nhá. Thôi bạn đừng có mà nói phét đi. Đúng rồi. Đừng có bốc phê. Nam, bạn cứ giỏi bạn về bạn làm đi. Được. Làm gì có tiền mà cứ mõm. Mua được làm giao hải được 200 cái. Mấy bạn cứ chờ đấy. Bạn nào ơi, bạn ngồi dịch bạn cho tớ ngồi nữa. Bạn nào ơi. Hả? Bạn thấy tớ tát thằng Hưng Vlog có được không ạ? Quá được bạn ạ. Đấy. Tớ mới nói thật với bạn là tớ ghét thằng ấy lắm. Thằng ấy nó tránh cho cái này là thấy ăn là nó đến nó xin, ghét. Từ giờ bạn mà ghét nó, bạn cứ bảo tớ sẽ vả cho nó một trận. Ok bạn. Mẹ ơi, mẹ nhìn con này. Ôi sao bố hết mặt đây? Mẹ ơi. Hả? Con bị thằng Nguyên ngọng, nó tát con bêu mặt mẹ. Sao mà sao nó tát? Ơi, con ra xin cái lạp xưởng của thằng Hậu ấy. Ừ. Thế là thằng Hậu sai thằng Nguyên nó tát con. Thế là thằng Nguyên nó tát con phát ở đây mẹ. Thằng Hậu nó lại sai thằng Nguyên ngọng tát con. Đúng rồi mẹ. Sao lưu thế? Mẹ ơi. Ôi đùa hết mặt. Đau lắm mẹ. Mà mẹ. Nào? Mẹ ơi, mẹ có tiền cho con vay mấy trăm nghìn để con mua một mâm lạp xưởng để con dạy cho chúng nó một bài học đấy, được không mẹ? À, lại cho con vay tiền mua một mâm lạp xưởng. Đúng rồi. Đi mẹ cho con vay đi. Thế thì đây. Được mẹ ơi, mẹ cho con vay tiền đi. Để con ra dạy cho chúng nó một bài học. Làm tát con trai mẹ đói cả mặt. Đấy mẹ, mẹ thấy con thằng khổ không? Thằng Hậu đoảng quá, lại xui thằng Nguyên tát con. Đấy. Tối nay mẹ về mẹ phải cho nó một bài học. Rồi mẹ ơi. Con vay mẹ nhá. Ừ, vay. Các bạn ơi, các bạn thấy mặt mình hôm nay có cay, có nóng bức không các bạn? Đấy, thực sự các bạn ạ, hôm nay mình rất là cay các bạn nhá. Bị thằng Cu Nguyên nó tát cho một phát vêu mồm các bạn ạ. Đấy, thằng Hậu Chôn này nó lại khinh thường mình nhá, cả bạn Hà đó các bạn ạ. Đấy, vừa xin tiền mẹ mình mua các bạn ạ 200 cái lạp xưởng bạn thấy chưa? Đấy, hôm nay các bạn ạ, mình sẽ lấy 200 cái lạp xưởng siêu to khổng lồ để ra dạy cho thằng Cu Hậu với Cu Hà một bài học bạn nhá. Hôm nay mình sẽ tát thằng Nguyên ngọng một phát các bạn ạ. Dám coi thường mình các bạn nhá. Nó dám tát mình các bạn ạ. Nó các bạn ạ, mình chơi với thằng Nguyên ngọng lâu rồi các bạn ạ. Đấy, tình cảm của mình không bằng cái lạp xưởng của thằng Hậu Chôn các bạn ạ. Đấy, cay đó các bạn nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mang về, mình sẽ lướng cái lạp xưởng này lên để dạy cho chúng nó một bài học các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn ạ. Let's go. Các bạn ơi, đây là cái số lạp xưởng 200 cái mình nhá bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đổ ở đây các bạn ạ. Mình sẽ tẩm ướp siêu cay các bạn nhá. Đấy. Wow, các bạn nhìn nhiều chưa? Đấy, rất nhiều luôn các bạn ạ. Toàn lạp xưởng ngon các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Hôm nay các bạn ạ, mình sẽ dạy cho chúng nó một bài học các bạn nhá. Đấy, dám coi thường mình các bạn ạ. Đấy. Rồi bạn này, đổ nước ướp siêu cay vào các bạn ạ. Nước siêu cay luôn các bạn ạ.
lá xỉa mẹ mình thấy thấy ăn ngon hơn xúc xích. Wow, các bạn nhìn chưa, nó đổi màu, các bạn nhìn chưa đấy. Hôm nay các bạn ạ, các bạn ơi, thằng Nguyên Ngọng nó sẽ phải hối hận khi nó tát mình các bạn ạ. Nó tát mình phát vô mồm các bạn ạ, đau thật, đỏ hết bên mặt các bạn nhá. Đấy, khổ lắm các bạn ạ, mình có sung sướng gì đâu, suốt ngày bị bọn nó coi thường các bạn ạ. Các bạn, bây giờ mình sẽ tẩm ướp vào đây được khoảng 20 phút cho nó ngấm nghía gia vị các bạn nhá. Mình đi chất bếp các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng các bạn nhá. Đấy. Wow, lắm quá các bạn ạ. Bỏng các bạn nhá. Đấy, nướng trên này các bạn ạ. Nhiều không các bạn ơi? Quá nhiều luôn các bạn nhờ. Đấy, chắc phải nướng hai mẻ rồi các bạn ạ. Chứ một mẻ khả năng không hết. Bỏng quá. Giải hết rồi các bạn nhá, nhưng mà vẫn còn bằng này các bạn ạ. Phải nướng hai mẻ mất rồi các bạn ạ. Nóng quá. Ui. Bỏng. Không gỡ nhanh là cháy các bạn ạ. Nhanh lắm các bạn ơi. Đấy. Nhanh quá các bạn ạ. Đấy, vàng sộm luôn các bạn nhìn chưa. Màu rất đẹp, thơm phức. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn nhìn chưa, nó lướt lướt, nó cháy cháy vàng dọn các bạn ạ. Cái nào được cái nào mình sẽ cho ra cái mâm này luôn các bạn nhá. Đấy, 200 cái là cái mâm này khổng lồ rồi. Đấy, nhìn này, ngon không các bạn? Bỏng quá. Đấy các bạn ơi, cái nào được cái mình bỏ ra đây luôn các bạn nhá. Đấy, ra mâm luôn các bạn ạ. Ngay được mâm khổng lồ rồi, 200 cái cơ mà. Đấy các bạn nhìn này, sủi này. Đấy các bạn nhìn, đấy các bạn nhìn chưa. Đấy. Quá ngon. Sẽ vớt này ra, sau đó mình nướng tiếp mẻ nướng các bạn ạ. Đấy, mẻ này cũng nhanh lắm các bạn ạ. Nướng lạc xưởng này nó nhanh. Đấy các bạn ơi, gần đầy mâm các bạn nhá. Bây giờ nướng tiếp mẻ thứ hai các bạn ạ. Các bạn chưa bao giờ nướng 200 cái lạp xưởng đúng không? Đấy, chắc chắn là chưa bao giờ các bạn ạ. Nhưng hôm nay các bạn ạ, mình dạy cho chúng nó một bài học nên mình phải nướng thật nhiều các bạn nhá. Đấy. Đấy, cho bọn nó trầm trồ các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, xong rồi các bạn nhá. Đấy, thế là được một mâm đầy các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Bây giờ mình sẽ đi trang trí các bạn nhá, cho nó đẹp một tí các bạn nhá. Sau đó mình ra dạy chúng nó một bài học các bạn ạ. Dám coi thường thách thức mình các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn, mình đã bày xong cái đĩa làm xưởng chưa to rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn ạ. Mình sẽ ngồi đây các bạn nhá, chờ ba cái đứa bạn của mình nó đi học về qua đây các bạn ạ. Nó xin mình một miếng mình không cho các bạn nhá. Mình sẽ dạy cho chúng nó một bài học các bạn ạ. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn nhá. Đấy, đây là làm xưởng các bạn này. Đấy, cong kèo xoăn xèo các bạn ạ. Đấy, ngon lắm bạn ơi. Đấy, mời các bạn thưởng thức với mình nhá. Wow, ngon lắm các bạn. Cay cay, ngọt lịm các bạn nhá. Tuyệt vời. Wow, bạn Hưng ơi, bạn cho đồng đi. Ui, bạn Hưng ơi, bạn nướng nhiều lạc xưởng đấy, cho bạn Tớ ăn nữa. Đúng đấy bạn Hưng. Bạn Nguyên Ngọng với lại Hậu Trôn với lại Hà Xuất à? Bạn Tớ đây, bạn cho bạn Tớ ăn nữa. Mấy bạn vừa nói cái gì mình nghe không rõ. Bạn nướng nhiều lạc xưởng thế, cho bạn Tớ ăn nữa. Đi bạn cho một đầu mũi tiêu một cái đi. Bạn anh làm sao hết được chỗ này. Mấy bạn ơi, không làm mà đòi có ăn á, chỉ có ăn thôi mấy bạn ạ. Hiếp, bạn lại nói bạn Tớ thế. Bạn có tấm lòng thơm thảo, bạn cho bọn Tớ ăn với. Hà, thơm thảo ấy, vừa đấy bạn có thơm thảo với Tớ không? Đâu, lúc nãy ít quá bọn Tớ không có đủ để chia cho bạn thôi. Còn đúng rồi, vừa nãy lúc ấy mỗi đứa bọn Tớ có mỗi tớ một cái. Bọn Tớ có nhiều thế này, bọn Tớ chia cho bạn một cái. Kì, ngọt hết bạn ơi. Thì bạn xem san sẻ cho bọn Tớ đi hay bạn cho mỗi mình Tớ thôi. Bạn Nguyên này, Tớ nói thật mấy bạn nhá. Mấy bạn lật mặt như lật bánh tráng ấy, vừa ra sỉ nhục Tớ, là thách thức Tớ để coi thường Tớ, bây giờ ra xin Tớ một miếng á. Mà bạn Nguyên ạ, bạn Tớ bạn chơi thân từ bé, tình cảm của Tớ bạn không bằng cái lạp xưởng. Bạn còn tát Tớ vêu mồm, bây giờ ra bạn xin Tớ làm cái gì? Cái đấy là bọn nào bọn xui Tớ. Bạn Nguyên như lật bánh nhá, bạn Hưng chỉ lên cho Tớ thôi. Không nên bạn Nguyên, bạn Nguyên nay hay lật mặt lắm. Vừa đấy chỉ là hiểu lầm thôi bạn ạ, bạn bỏ qua cho bạn Tớ, cho bạn Tớ ăn nữa bạn Hưng. Còn lâu bạn Hầu ạ, còn lâu bạn Hà. Bạn Nước ơi, vừa nãy bạn nào bạn xui Tớ tát bạn. Bạn Nguyên nói thế. Đúng rồi. Bạn không đánh ai, ai bắt bạn tát. Bạn cũng tham ăn. Đúng thật, bạn giờ lại đổi cho Tớ. Mà bạn Hưng ơi,
Sao bạn nướng nhiều đấy, chỗ này phải mấy trăm cái bạn Hưng nhỉ? Đương nhiên rồi, chỗ này là 200 cái lạp xưởng ấy. Ôi, nhiều thế sao ăn hết rồi bạn? Đúng rồi, bạn cho bạn Tứ ăn nữa. Dù gì chúng mình chơi nhau từ bé đến giờ, bạn là tình bạn cho bạn Tứ ăn nữa. Một miếng khi đói của một gói khi no mà bạn Hưng. Mấy bạn có phải là chết đói ở vùng lũ miền Trung đâu mà đói mới rách. Mấy bạn thừa ăn, mấy bạn còn không cho Tứ. Tôi nói thật hai bạn nhá. Ở đời đừng có bảo là coi thường người khác. Bạn Nguyên ạ. Được. Bạn ăn làm sao hết đều bạn cho Tớ đi. Bạn ăn không hết đổ đi phải tội ra. Bạn Nguyên này, bạn muốn ăn làm sống Tớ không? Có. Bây giờ bạn tắt đằng hậu chuôn một phát, Tớ cho bạn ăn. Bạn Hưng ơi, bạn Nguyên không bao giờ làm thế với Tớ đâu, bạn Nguyên nhỉ? Cút. Cút. Bạn nấu mắm cho Tớ ăn đi. Bạn tắt bạn làm một phát nữa. Ôi thôi bạn Hưng này, thế thôi rồi không thèm của bạn nữa. Ăn được một miếng của bạn bị ăn tát thì thôi đi về đấy. Thế bạn cút đi. Bạn cho Tớ ăn đi. Vừa nãy bạn thằng hậu chuẩn xui tớ ta bạn thôi. Thôi được rồi, bạn ta lại nói là được rồi. Đấy, hôm nay bài học Tớ là chỉ Tớ nói thật bạn Nguyên ạ. Ở đời đừng có bao giờ coi thường người khác. Cười người hôm trước, hôm sau người cười lại, bạn hiểu không? Hiểu, nhưng bạn cho Tớ ăn đi, Tớ đói lắm rồi. Đấy, hôm nay bạn ta Tớ bỏ qua đấy. Thôi bạn ăn đi. Đây, que xuyên đây, bạn ăn đi. Đây, Tớ xuyên. Đấy. Bạn đang ngầu thật đấy, bạn làm được cả cái mông là xưởng siêu to khổng lồ đấy, rất ngầu luôn các bạn. Đấy, hôm nay là Tớ cay thằng Hậu. Đấy, nhưng bạn tát Tớ chỉ vì cái đạp sửa bạn tát Tớ. Tại vì Tớ nghe xui thôi. Tớ xin lỗi bạn nha, bạn cho Tớ xin lỗi, bạn bỏ qua cho Tớ đi. Thôi được rồi, đánh kẻ chạy đi, không bao giờ đánh kẻ chạy ngược lại. Thôi Tớ ăn. Bạn ăn đi. Mình mời tất cả các bạn nha. Rồi. Ngon không? Ngon thật, ngon hơn cái của Hậu cho Tớ. À thế à, đương nhiên rồi, Tớ làm nó phải khác. Cái của Hậu cho Tớ ăn không ngon bằng cái của bạn đâu. Đấy, các bạn ơi, hôm nay chủ yếu là dạy cho Hậu cho một bài học các bạn ạ. Bán mạnh lên nhá. Ê, bạn Hưng. Ôi, sao bạn làm cái mâm gì mà to này bạn? Đây là mâm lạp xưởng bạn Cường ạ. Ui, thơm thế bạn ơi. Ôi, bạn cho Tớ ăn nữa nhá. Được, đấy bạn ăn đi. Đấy các bạn ơi, mình cho bạn Cường ăn nữa các bạn nhá. Đấy, bạn Nguyên này Tớ ăn đảo không? Ui, thơm thế. Các bạn ơi, lạp xưởng bạn đang làm ngon lắm các bạn ạ. Ui, ngon thế bạn Hưng ơi. Cái Tớ ra chuyện, em ngon. Bạn Hưng này cho Tớ xin một cái nữa đi. Bạn ăn mạnh nữa đi. Đấy, không ăn hết, tí mang về cho em mấy của mấy bạn nhá. Mà sao săn đạp xưởng thơm thế? Đúng không? Ngon hơn xúc xích nhiều bạn ơi. Đấy. Tuyệt vời. Ngon thật đấy các bạn. Ngon ơi ngon các bạn. Hôm nay xong này bạn làm mâm toàn đấy. Hôm nay thằng Hậu Chôn nó sỉ nhục Tớ bạn Cường ạ. À nó lại khinh thường bạn ạ. Đúng rồi, Tớ cay quá về Tớ làm mâm lạp xưởng khổng lồ để dạy cho chúng nó một bài học. Bạn đã cấp đấy. Bạn Tớ ăn cái nữa nhá. Được, bạn ăn thoải mái, con thoải mái đi. Ngon thật đấy. Bạn làm ngon thật đấy. Cay không? Chuẩn luôn. Ngon lắm các bạn, lạp xưởng ngon thật. Ngon thật đấy bạn. Chắc Tớ tí Tớ chung phải xin bạn mấy cái về Tớ cho em gái Tớ. Được không? Được rồi thì các bạn ơi, chắc là clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn ạ. Hôm nay chủ yếu mình dạy cho Nguyên, Hậu, Mê Hà một bài học các bạn nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác các bạn ạ. Đấy, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye.